Chào các bạn, hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn về 12D mô đồ BIM cho hạ tầng. Về phần in tách dọc tự động. In tách dọc tự động. Ví dụ như chúng ta có một cái mạng lưới thoát nước rất lớn, cần in vào khổ giấy A3, tỷ lệ ngang là 1.000, tỷ lệ đứng gấp 10 lần ngang. Lúc này 12D sẽ tự động in hết toàn bộ các cái tuyến cống trong mạng lưới cho chúng ta, chỉ cần chọn mạng lưới muốn in. Trong hình đính kèm, 12D sẽ tính cho chúng ta với mạng lưới được chọn, in với khổ giấy sẽ in ra là 785 trang giấy. Sau khi khai báo xong, chúng ta chỉ cần bấm vào mục Plus là chương trình sẽ tự động in. Điều này sẽ giúp chúng ta tiết kiệm thời gian trong trình bày, dành thời gian vào việc thiết kế tối ưu mạng lưới. Không ngại dự án gấp, in không kịp. Dự án càng lớn, càng gấp, tính năng này càng mang lại lợi thế cạnh tranh. Tính năng này tương tự như cho tách dọc đường, nước thải, nước cấp. Tính tổng thời gian cho tất cả các món thì tiết kiệm rất nhiều thời gian. Để đăng ký học thì các bạn có thể đăng ký học online qua địa chỉ Facebook của anh Sáu hoặc học offline ở địa chỉ 425 ở địa chỉ là 45 sạc 2 đường số 10 phường Bình Trưng Tây quận 2 hoặc đăng ký thông qua Zalo 0972290107 để được xếp lớp. Ngoài ra thì ở trên trang Training Civil còn có rất là nhiều các khóa học khác các bạn quan tâm có thể đăng ký học. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.